đến đây rồi đúng không? Cô biết câu hỏi cô là cái gì chưa? Hết chưa? Hết rồi cô. Rồi, ok, em đi được 1/3 quãng đường rồi. Câu hỏi số 1 tiếp. Thế giới quan là gì? Cho ví dụ. Em ghi nào. Thế giới quan là gì? Cho ví dụ. Câu 2. Những yếu tố cơ bản của thế giới quan là gì? Những yếu tố cơ bản của thế giới quan là gì? Theo anh chị, yếu tố nào là quan trọng nhất? Như thi đã có người giơ tay rồi kìa. Theo anh chị, yếu tố nào? Đấy, tôi đã xin phong giơ tay. Là quan trọng nhất. Vì sao? Câu 3. Các hình thức cơ bản của thế giới quan. Phân tích. Các hình thức cơ bản của thế giới quan. Hãy phân tích. Câu 4. Trong các hình thức cơ bản của thế giới quan, hình thức nào là quan trọng? Chưa? Câu 4. À câu 4 chưa nhỉ? Câu 4 rồi ạ. Hả? Câu 4 rồi ạ. Ừ. Câu 4 nha. Bắt đầu game chị đi đi. Ơi. Em là câu 1 ạ. Ừ, là câu 1. Đấy, các bạn rất tích cực đấy. Cô mà hỏi xong cái thì đã có các bạn giơ tay rồi. À em trả lời nhỉ? Rồi, em nói đi. Em thưa cô, thế giới quan là khái niệm triết học dùng để chỉ hệ thống các tri thức, quan điểm, tình cảm, niềm tin, lý tưởng xác định về thế giới và vị trí con người trong thế giới đó. À, những thành phần chủ yếu của thế giới quan đó là tri thức, niềm tin và lý tưởng. Về ví dụ của thế giới quan thì nó là tôn giáo, nó là tình yêu và nó có thể là một cái lý tưởng về cách mạng, cũng là một dạng thế giới quan ạ. Ừ. Thế thế giới quan là cái gì đó? Tóm gọn lại của thế giới quan. Tóm gọn lại của thế giới quan đó ạ. Ờ, tóm gọn lại thế giới quan là cái gì? Nó là một cái hệ thống, cái tri thức, quan điểm, tình cảm và niềm tin ạ. Ừ. Tức là cái định nghĩa của em thì nó không sai, nó hơi sai một tí thôi. Đây là quan niệm về thế giới quan. Đấy. Bây giờ bạn em lấy một ví dụ nào. Ví dụ như là mình có một tôn giáo là một thế giới quan. Ví dụ có người thì có niềm tin vào đạo Hồi, có người thì đạo có niềm tin vào Chúa. Thì đấy là thế giới quan của họ. Thế bây giờ em thử nói cái suy nghĩ của em về giới tự nhiên nào. Cái quan điểm của em về các cái môi trường sống xung quanh mình xem nào. Quan điểm của em. Cô là quan điểm của em về môi trường sống xung quanh mình. Đó là môi trường sống xung quanh mình bao gồm cả thực vật và động vật. Động vật có các loài bay, có loài dưới nước và có loài trên cạn. Còn về thực thì có nhiều cây sống vào mùa hạ, sống thời tiết nóng, có cây sống trong thời tiết lạnh, có cây ưa ẩm, có cây thì ưa khô. Và nó có thể bao gồm thế giới quan này, nó không chỉ bao gồm thực vật và động vật, nó còn thể bao gồm môi trường sống của chúng ta, có thể bao gồm rất nhiều thứ mà do chúng ta nhân tạo, chúng ta gây dựng lên. Có thể là ý của cô ấy là thế giới quan là toàn bộ quan điểm, quan niệm của em, của con người về thế giới.
Thế cô đang hỏi em là quan niệm của em về cái môi trường sống xung quanh mình, em thấy nó có quan trọng hay không? Vì ý của cô là thế đấy. Em thấy nó rất là quan trọng ạ, bởi vì nó là cách nhìn nhận của bản thân về cái thế giới ạ. Thế giới quan là quan điểm nhìn nhận của con người mà. Vâng. Em có hiểu không? Rồi, thế thì cô đang hỏi là em nhìn nhận cái môi trường xung quanh em ấy, kể cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, nó có quan trọng không và vì sao nó quan trọng? Nếu em nói được, cộng điểm luôn. Nó rất là quan trọng ạ. Với em là cái cách nhìn nhận nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tư duy và chúng ta hành động, chúng ta thực hiện các công việc của chúng ta dựa theo cách chúng ta nhìn nhận một cái cuộc sống đấy. Cái thế giới quan mà chúng ta, cái quan điểm của chúng ta về cái cuộc sống đấy thì giúp chúng ta có được cái nhìn cụ thể và cũng như chúng ta xác định được cái vị trí chúng ta đang ở đâu nữa. Em nói cũng sai nhưng mà để cái ví dụ nó cần một tí. Thế bây giờ quan điểm của em về về cái môi trường sống ấy, nó quan trọng như thế nào đối với em? Môi trường sống với em quan điểm nó rất là quan trọng, bởi vì là nó là nơi em học tập, nơi em sinh sống, cũng như là nơi em phát triển bản thân. Đúng rồi, nơi em học tập, cái môi trường để em có thể trưởng thành, đúng không? Phát triển bản thân mình, tìm ra những giới hạn của bản thân mình, tìm ra những khả năng của bản thân mình, đấy chính là thế giới quan của em đấy. Có hiểu gì không? Vậy triết học ấy nó giúp cho em như này, hiểu là cái việc hình thành thế giới quan là quan trọng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các em có cái quan niệm đúng đắn ấy về sự vật hiện tượng ấy, nó sẽ quyết định cái việc là hành động của em ấy, đúng không? Bởi vì nhận thức của con người thông qua hành động của họ. Các em hiểu ý này không? Triết học này không? Đấy. Bởi vì cô chỉ đơn giản như đây là bạn Duy Anh hay bạn Văn Duy. Bạn Duy Anh thì bảo, dồi ôi, cái môi trường sống cho tôi chẳng có gì quan trọng cả. Quan trọng là tôi thôi. Không sai. Nhưng mà chúng ta phải có một cái nhìn biện chứng. Tí nữa chúng ta sẽ hiểu biện chứng là gì. Bạn Duy Anh với cách lập luận của mình ấy, một bạn sinh viên mới vào trường K62 đúng không? Năm nay năm em là năm thứ mấy nhỉ? Năm 2 ạ. Năm thứ 2 ạ. Năm thứ 2 ạ. Nhưng mà em có một cái quan điểm nhìn nhận. Thế là cũng rất là đúng đắn. Là được rồi. Đấy. Dạ. Ok, quan trọng là các em hiểu thôi, không cần phải biết nhiều, nhưng mà cái gì cô bảo biết là phải biết. Bởi vì có những cái học về triết học ấy, các em phải viết thì em mới ngẫm nghĩ được. Các em mới phải đến lúc đi thi mới ổn được. Được chưa? Xong chưa? Đây. Thôi cô vào luôn như này. Vậy để có thế giới quan thì nó phải có 3 yếu tố cấu thành. Thì ông, các bạn có nhớ cái nhà thơ Tố Hữu hồi các em học cấp 3 không? Có cái bài, không có cái bài thơ Từ Ấy không? Có các bạn nào có nhớ không? Cái bài Từ Ấy của nhà thơ Tố Hữu không? Có. Đấy. Các bạn nào nhớ thì đọc cho cô cái 4 câu đầu tiên của bài thơ Từ Ấy. Em đọc ạ. Từ Ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Đúng rồi, đây chính là lý tưởng nhá. Duy Anh, bạn vừa đọc đấy là cái lý tưởng của một người chiến sĩ cách mạng, nó phải có trong thế giới quan. Cái ngày ấy những người thanh niên người ta yêu nước, nghĩa là người ta phải làm cách mạng, đúng chưa? Bây giờ các em yêu nước thì các em không phải làm cách mạng thì các em phải đi. Nhiệm vụ các em là phải làm gì? Bây giờ làm gì có chiến tranh, có quân xâm lược, nhưng mà các em phải làm cái gì? Nào, bạn sinh viên nào nói được? Đấy, chính là các em đang bày tỏ thế giới quan của em đấy. Em số 05 cô ơi. Vâng, Duy Anh là được cộng điểm rồi nhá, số 05. Số 05 nào?
Em cô việc nhiệm vụ của em bây giờ là học thật giỏi để xây dựng đất nước ạ. Sáng À, mai cường quốc Nam Châu. đúng rồi. Làm thế nào để nước ta giàu, nước ta giàu mạnh? Mỗi muốn giàu được thì mỗi con người phải trở thành những người có ích, mỗi con người phải trở thành những công dân toàn cầu, mỗi con người phải có là những con người độc lập tự chủ, đúng không? Không phải như ngày xưa là các chiến sĩ đi tiếp tặc đâu. Bây giờ chúng ta phải làm kinh tế và làm thật giỏi, đúng không? Đấy. Phải hoàn thiện bản thân mình, cái tri thức này rất quan trọng. Em đọc ghi cho cô vào đi. Cái bạn sinh viên 05 ấy thì để một câu nữa nhé em nhé. Đúng đấy, nhưng mà để thêm một câu nữa nhé, 05 nhé. Vâng ạ. Em ghi vào đi. Tiếp theo, các hình thức cơ bản liên quan. Cái câu hỏi của cô là cái gì tiếp theo nào? Ai trả lời được? Được, các em trả lời được, các em bật mic lên giơ tay nhé. Biết đi nói đi. Lúc này bạn đứng chậm nhỉ? Toàn các bạn đang đưa tay thôi. Chậm quá, toàn đang đưa tay ạ. Cô gọi những bạn nào bật cam, những bạn từ bật cam là những bạn là người ta đang theo sát. Cô để ý hết đấy, cô ghi hết đấy. Nhưng mà các em nếu mỏi mắt thì em có thể tắt đi, miễn là em theo dõi bài được. À, số 34 nào. Bạn Thương ghi cho cô 34 không điểm. Nguyễn Thị Dung 17. Nguyễn Thị Dung 17 không điểm. Em đây ạ. Em thưa cô. Em bật lên em nói đi, cô hỏi cái gì đấy? Em thưa cô là có ba hình thức cơ bản của thế giới quan ạ. Đó là thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn giáo và thế giới quan triết học ạ. Phân tích, em phân tích em phân tích ba cái thế giới quan đấy đi. Không ai phân tích được à? Rồi, bạn đấy cũng phân tích được 3 điểm. Alo cô ơi, em vừa đi vệ sinh vào cô ơi. Người tiếp theo. Ai phân tích được cho cô thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn giáo và thế giới quan triết học? Xin mời bạn, bạn Dung không phân tích rồi. Duy Thắng à? Bạn Nguyễn Duy Thắng. Thương ghi điểm không cô nhá. Em cô ơi, 21 ạ. Vâng, 21. Em cô là thế giới quan huyền thoại thì là thế giới quan có nội dung kết hợp một cách tự nhiên giữa thực và ảo Nghĩa là như nào? ạ. Là đặc trưng nhận thức về thế giới đánh giá giá trị xã hội được thể hiện thông qua các câu chuyện thần thoại của các xã hội nguyên thủy ạ.
Em đọc cho nó hết đi. À, thế giới quan huyền thoại kết hợp giữa thực và ảo là giữa người với thần đấy. Cái gì? Là sự kết hợp giữa thực và ảo, giữa người với thần, như là chuyện thánh gióng ấy ạ. Thánh gióng người với thần. Như là thánh gióng của chuyện cổ tích thánh gióng ấy ạ. Còn thánh gióng là truyền thuyết đấy chứ. Vâng. Yếu tố thực ảo của thế giới quan huyền thoại không chỉ là nhân cách hóa thân với tính cách là lực lượng siêu nhiên, về có sức mạnh và quyền năng huyền bí, mà còn thể hiện ý thức về cội nguồn hình thành lý tưởng xã hội của con người nguyên thủy ở trong thần thoại. Ừ. Như các thần thoại anh hùng. Thần thoại Hy Lạp á. Thần thoại anh hùng. Anh hùng đang xoan nó thế ạ. Vâng. Đấy là thế giới quan huyền thoại. Thế còn thế giới quan tôn giáo? Thế giới quan tôn giáo là thế giới quan có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của lực lượng siêu nhiên đối với đối tượng con người ạ. Được thể hiện thông qua hoạt động có tổ chức để suy tôn sùng bái lực lượng siêu nhiên như là từ Chúa, thờ Phật đấy ạ. Ừ. Thế thì em quan điểm của em. Quan điểm của em về tôn giáo thế nào? Quan điểm của em về tôn giáo thì câu hỏi hơi vượt tầm một tí, nhưng mà em không theo tôn giáo nên em không biết trả lời nào ạ. Em có theo tôn giáo nào không? Không ạ. Không theo tôn giáo nào, nhưng mà đảng nhà nước ta vẫn cái chính sách tôn giáo là gì, tôn trọng quyền tự do cái gì các em nhỉ, tín ngưỡng của tín ngưỡng ạ. Vâng. Đấy là tín ngưỡng của họ, không tín ngưỡng, có người không theo tín ngưỡng thì đừng có vì thế mà phỉ báng họ, đúng không? Vâng. Đấy mà vẫn có những cái chính sách để có thể gì, để các đồng bào có đạo ấy người ta có thể đồng hành cùng rất tốt nhá. Đấy. Thế còn cái quan điểm thế giới quan duy vật biện chứng của Marx Lenin này thì người ta là quan điểm vô thần, hiểu chưa? Không có thần thánh thần linh nào hết, con người nó quyết định tất cả. Thế thì em có quan điểm thế không? Em cũng thế ạ, em không tin vào thần thánh ạ. Tức là em cho rằng là em quyết định tất cả. Vâng. Thế là anh này có một cái thế giới quan gọi là duy vật, đúng không? Thế còn biện chứng thì tí nữa ta sẽ học biện chứng sau nghe chưa? Rồi. Còn thế giới quan triết học thì là hệ thống những quan điểm có tính khái quát về thế giới, về vai trò con người đối với thế giới thông qua hệ thống các khái niệm phạm trù quy luật ạ. Đúng rồi. Triết học có thể thông qua các khái niệm phạm trù quy luật. Đến tuần sau đây thôi thì các em sẽ học rất nhiều các quy luật, các phạm trù để các bạn xem nó ứng dụng vào cuộc sống như thế nào nhá. Ok, em bạn Duy được điểm đấy. Nhưng mà có một cái câu hỏi là trong ba cái thế giới quan đấy thì cái giới thế giới quan nào quan trọng và vì sao? Theo em thì là triết học ạ. Vì sao nhỉ? Tại vì quá trình hình thành và phát triển của thế giới triết học gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của triết học. Quá trình hình thành và phát triển của thế giới quan triết học gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của triết học, và phân biệt giữa triết học khác với thế giới khác là triết học là hướng về lý trí ạ. Triết học dạy bảo triết học và không hứa hẹn gì ngoài chân lý ạ. Cái chỗ đấy thì em thấy hơi mong manh một tí, chỗ đấy chắc lại là mạng rồi. Nên là em biết là nó ảnh hưởng đến gọi là triết học, nó kiểu như là giống như là cái lúc đầu mình nói là triết học là khoa học của mọi khoa học ấy ạ. Không, nó cung cấp cho ta. Bây giờ nó không là khoa học của thế, nó không là khoa học của các khoa học. Thế triết học bây giờ nó ở đâu? Nó lùi về là cung cấp cái thế giới quan phương pháp luận trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Đây, ghi cái này đi. Cô để 5 phút cho em ghi cái này. Cái bạn số bao nhiêu nhỉ? 21 ạ. 21, ghi điểm. Cũng biết là cái như vậy là các em tiếp cận môn triết học này có thấy căng thẳng lắm không? Có ạ. Cũng vẫn căng thẳng ạ. Cô giảm mà các em còn căng thẳng nữa. Em vừa đi vệ sinh vào không điểm luôn, căng thẳng lắm cô. Căng thẳng. Thế là tại do em không xin phép. Nhắn dưới chat là cô em đi ra ngoài một chút đúng không?
Dạ, nên là tại là cô tưởng em đang đi đâu đấy. Thôi tích cực mà gỡ điểm đi. Dạ vâng. Cái môn này mông lung quá cô ạ. Ơi. Cái môn này là mông lung quá. Bọn em hiểu không rõ được. Rồi. Có giáo trình rồi, có cô hướng dẫn rồi, giờ chị học cho để cố gắng điểm 8, điểm 9 thôi. Cái gì nữa. Có những bạn là học môn này chỉ muốn là thôi để có điểm, nhưng mà có những bạn học kỳ vọng lớn hơn. Họ muốn là sau môn học này mình có cái hữu ích gì. Có những bạn sinh viên họ nghĩ như thế. Thì sau môn này nó giúp ích được mình cái điều gì trong mình nhìn nhận thế giới. Đấy. Nhất là sinh viên ngành công nghệ thông tin. Sau này các em sẽ tiếp xúc với rất nhiều con người khác nhau. Cái môi trường mà công nghệ thông tin bây giờ không thể thiếu. Mặc dù cứ bảo là bão hòa, nhưng mà bây giờ cả thế giới đều phải có. Bây giờ không có mạng xem, không có những cái phần mềm xem, hay là không có những cái thiết bị công nghệ thông tin xem, thì gần như là thế giới ngừng hoạt động. Bởi vì đang dịch riết này, ai ta đi ra ngoài. Đấy, như các em là cái lớp người mà có thể sau này để kế cận, có thể là những cái con người mà phải tiếp xúc với rất nhiều người. Đấy, thì mình có một cái thế giới quan tốt, cái quan điểm nhìn nhận tốt, nó giúp em rất nhiều trong cuộc sống. Đấy. Nào, một bạn đọc cho cô cái thế giới quan triết học là bộ phận quan trọng vì sao? Cái bạn vừa đi vệ sinh vào nó đọc đi xem nào. Lại đi đâu rồi? À, em đây, cô nghe thấy không ạ? À? Em đọc đi, đọc cho các bạn nghe nào. Thế giới quan triết học ạ? Thế giới quan... Thế giới quan triết học là bộ phận quan trọng nhất vì sao? Đây em đang đọc slide ạ. Slide có chiếu trên màn hình thì em làm gì? Vì nó, chỉ, vì nó chỉ phổ tất cả những quan điểm còn lại của thế giới quan trọng, quan như những quan điểm về đạo đức, thẩm mỹ, kinh tế và chính trị. Triết học giữ vai trò định hướng cho quá trình củng cố và phát triển thế giới quan của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng trong lịch sử. Triết học là công cụ lý luận hữu hiệu giúp con người nhìn nhận thế giới xung quanh cũng như tự xem xét chính bản thân mình để xác định cho mình mục đích, ý nghĩa cuộc sống, lựa chọn cách thức hoạt động đạt được mục đích, ý nghĩa đó. Em phải tập trung vào bài nào. Không có. Rồi, bây giờ sang nghe đến hết câu 4 trước em. Hết cái câu, còn câu nào không? Bắt đầu, em ghi tiếp cho cô câu hỏi như này. Câu hỏi số 1. Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề nào? Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề nào? Để giải quyết vấn đề cơ bản của triết học. Câu 2 đấy. Để giải quyết vấn đề cơ bản của triết học. Có những mặt nào? Được chưa? Câu 3. Cô đọc lại câu 2 cho cô ơi. Câu 2 nhé. Để giải quyết vấn đề cơ bản của triết học có những mặt nào? Câu 3. Chủ nghĩa duy vật là gì? Có mấy hình thức của chủ nghĩa duy vật? Chủ nghĩa duy vật là gì? Có mấy hình thức của chủ nghĩa duy vật? Câu 4. Chủ nghĩa duy tâm là gì? Có mấy hình thức của chủ nghĩa duy tâm?
chủ nghĩa duy tâm là gì? Có mấy hình thức của chủ nghĩa duy tâm? Câu 4. Thế nào là phương pháp biện chứng cho ví dụ minh họa? Câu 5. Thế nào là phương pháp siêu hình cho ví dụ minh họa? Câu 6. Marx sinh ngày tháng năm nào? Đi thi mà nó hỏi cái đấy là thôi chứ tôi có biết đâu. Engel sinh ngày tháng năm nào? Lenin sinh ngày tháng năm nào? Các vi nhân là các em phải nhớ. Thôi thế thôi hãng, bây giờ các em tìm hiểu đi một lúc đã. Chúng ta chuẩn bị vài phút đấy. Làm đi tìm hiểu đi mà lấy điểm đi. Các bác Engel Lenin sinh ngày tháng năm nào? Em tìm đi, trong mấy phút cô lên lấy cái ổ cắm cho cái ấy cô nó rất nhiều cái tay giơ lên, các em đã có thể trả lời được. Nào, câu 1 à? Số 67 cô ơi, 67 cô ơi. 67 ạ. Hả? 67. 67 à? Ờ. Trong cô là vấn đề cơ bản của triết học là triết học cũng như những cái khoa học khác phải giải quyết rất nhiều vấn đề có liên quan với nhau, trong đó vấn đề cực kỳ quan trọng là nền tảng và điểm xuất phát để giải quyết những vấn đề còn lại được gọi là vấn đề cơ bản của triết học ạ. Thế là vấn đề nào? Em cô ơi,
Thầy Ngô Hoàng Đương ơi, ai chẳng biết là vấn đề cơ bản của triết học là cái vấn đề mà từ nó xuất phát có thể giải quyết vấn đề khác. Em cô Tư à? Em cô ơi. Thầy Ngô ai bán cá không? Ai bán cá? Tư cô ơi. Không phải cô ơi. Thầy Mốt cô ơi. Không phải là bình thường. Bạn 23 nào? Dạ. Bây giờ thấy bạn nữ suốt ngày gọi là nam. Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt. Mặt thứ nhất là giữa ý thức và vật chất thì cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào. Mặt thứ hai là con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không. Em trả lời câu mấy? Dạ câu đầu tiên. Em trả lời cho cô rồi. 21 ạ. 78 cô ơi. 59 cô ơi. 18 hả? Trả lời câu nào? Câu em phải nói thưa cô, em số bao nhiêu, em trả lời câu nào, đọc câu lên, xong nói đáp án cách em tìm hiểu được. 07 số câu 1 ạ. Hả? 07 số câu 1. Ừ. Đúng câu 1. Em cô câu 1 à? Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại ạ? Ờ, đúng rồi. Giữa tư duy và tồn tại, hay người ta nói là giữa vật chất và gì? Thức đều được nhá. Tư duy và tồn tại hay là giữa vật chất và ý thức đều được. Đấy là vấn đề cơ bản triết học đấy. Rồi anh giải quyết cho cô là em số bao nhiêu nhỉ? Dạ em số 07 ạ. 47 thì trả lời cho cô là số 07 ạ. Hả? Số 07 ạ. 07 gì? À. 07 thì trả lời cho cô sẽ là tại sao nó là vấn đề cơ bản chứ? Ở mức độ cao đấy. Tại sao đó là vấn đề cơ bản chứ? Em cô ơi. Em trả lời ạ. 59 cô ơi. Em là cái em nào, em phải nói số đi đi. 21 ạ. 21 đi. Em cô, tại sao vấn đề đó là vấn đề cơ bản triết học, là lịch sử đấu tranh của triết học là lịch sử đấu tranh giữa chủ nghĩa duy tâm và duy vật ạ? Ừ. Có thể nói là các vấn đề cơ bản triết học được xem là chuẩn mực để phân biệt giữa hai chủ nghĩa triết học này ạ. Dạ. Yeah. Chứ đủ. Đúng á. Em cô ơi, 59 cô ơi. 59. Theo em là tại vì nó sẽ là vấn đề cơ, vì việc giải quyết nó sẽ quyết định được cơ sở tiền đề để giải quyết những vấn đề của triết học khác ạ. Đúng rồi. Giải quyết nó sẽ liên quan đến rất nhiều các vấn đề khác. Bởi vì trong thế giới này cái gì không thuộc về vật chất thì nó sẽ thuộc về cái gì các em? Về tinh thần, đúng không? Một là anh xếp nó vào vật chất, hai xếp nó vào ý thức, thế thôi. Đấy. Mà việc giải quyết nó thì nó sẽ liên quan đến việc giải quyết các vấn đề. Như vậy hai anh này chia điểm với nhau. Thôi được rồi, vẫn cộng hai anh đấy thôi. Đi cho cô đi. Cô hai bạn nào? Cái bạn mà trả lời được cái câu tại sao ấy. Này 59 với 21 đấy, Duy với Quân. À, như bạn đấy kép lại thì mới được. Các bạn chú ý nghe nhé, các bạn đấy ghép lại thì thằng em phải chú ý nghe nhé. Nếu mà người ta có hỏi với em là người ta hỏi cái câu số 2 thì ai trả lời được? Ôi đồ, các em cứ tìm hiểu đi, sao mà nhanh được trả lời, không phải vội quá, các em cứ tìm hiểu đi, ăn chắc được điểm. Trả lời về ăn chắc điểm. 21 câu 2 rồi. 21 tiếp tục quá, không có bạn nào khác à? Anh 21 này, anh lấy điểm ngay khi mà anh đi trên lớp thế này. Em muốn rất tích cực, cô thấy là được. Thôi được rồi, 46 nè.
Chúng muốn pháo đi đâu rồi? Em đây ạ. Em xin phép được trả lời câu 2 là để giải quyết các vấn đề thì sẽ có triết học sẽ có hai mặt là giữa ý thức và vật chất thì cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào. Thứ hai sẽ là con người có khả năng nhận thức được thế giới quan hay không. Thế giới thôi, không phải thế giới quan. À, thế giới hay không. Thì việc giải quyết các mặt trên theo các hướng khác nhau sẽ quy định lập trường của nhà triết học và các trường phái triết học xác định việc hình thành các trường phái lớn của triết học. Như vậy sẽ nói về hai mặt đúng không? Dạ vâng. Thế thì thế nào là chủ nghĩa thực vật? Cô là nói lại đúng không ạ? Thế nhá, các em đang miền Tây đúng không? Các em vào cho cô này. Vật thứ nhất này, bạn nói đúng như thế này. Bây giờ tranh cãi nhau giữa ý thức của vật chất cái nào trước cái nào sau thì bây giờ cô cho lớp mình làm một cái gọi là một cái cuộc thi nào. Bây giờ anh nào cho rằng là vật chất có trước, ý thức có sau, anh nào cho rằng ý thức có trước, vật chất có sau, cho ví dụ nhanh lên. Chia làm hai trường phái là lớp mình có bạn nào không? Nào các em để hết tay xuống đi nào. Để hết giơ tay xuống. Nào bạn nào cho rằng vật chất có trước, ý thức có sau thì giơ tay lên. Tìm cách giơ tay lên. Rồi để cô xem. Giờ hết rồi xem vật chất quyết định ý thức có sao. Vật chất quyết định ý thức. Đấy anh nào tìm thấy là cô xem nhá. Có khoảng chưa đến nửa số sinh viên ở trong lớp này cho rằng vật chất có trước, ý thức có sau. Xin mời bạn Hà, bạn số 58 đưa ví dụ và nêu quan điểm của em. Em chứng minh. Em chứng minh ví dụ đi. Để xem lại có quan điểm đó. Thế thì ý thức của trước à? Thế thì em lấy một ví dụ thế nào? Em lấy ví dụ, Hà Phương thì quan điểm thế giới quan thì đúng đấy, nhưng mà đi giờ đi lấy ví dụ thì bây giờ mà thuyết phục cô với các bạn qua công nghệ thông tin cái câu này thì nghe chừng hơi khó đúng không? Ừ đúng rồi, đúng rồi, không có cái thế giới khách quan tác động vào đầu óc của chúng ta, đúng không? Không có cái thế giới khách quan mà tác động vào đầu óc của chúng ta thì chúng ta làm sao có được cái kiến thức về nó, có được ý thức về nó. Vậy cái thế giới khách quan phải có trước, sau đó là cái ý thức con người, là sự phản ánh tính cái thế giới khách quan vào đầu óc con người. Đúng rồi, đấy là cái kiến thức về phía sau cô đang hỏi em ở cái tầm gọi là tầm liên hệ rồi đấy. Chưa? Như vậy nếu mà các em có một quan điểm duy vật ấy, thì các em đều cho rằng vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định. Các em hình dung là một cái bạn sinh viên
bạn ấy sống trong một cái cảnh nghèo khó khăn, trong những cái khó khăn, trong những cái trắc trở của cuộc sống, bạn ấy sẽ có một cái nhìn khác với một bạn sinh viên sống trong sự đầy đủ, không phải lo toan. Em có đồng ý với quan điểm này của cô không? Đương nhiên là khác. Đúng rồi, đương nhiên là khác. Nhưng có một điều em thấy rằng cái gì nó quyết định suy nghĩ của bạn ấy? Cái nghèo quá. Không phải cái nghèo, mà cái thế giới khách quan bên ngoài con người nó quy định. Trong trường hợp cái bạn mà nghèo khó đấy, đấy, cái hoàn cảnh đấy nó quy định bạn, nó quy định con người, quy định cách nghĩ của bạn ấy. Em có hiểu ý này không? Vì bạn sống trong cái hoàn cảnh đấy, bạn bị quy định bởi điều kiện hoàn cảnh. Đấy chính là thực tại của bạn. Em có hiểu ý không? Đấy. Thế còn cái bạn mà bạn sống mà bạn không phải lo toan, bạn ấy cái gì có sẵn như thế, bố mẹ bạn đã tạo một cái môi trường điều kiện cho nó lại khác. Đấy, như vậy là vật chất sẽ là cái có trước. Cái quan điểm của triết học các em phải thấm đó là gì? Ý thức và có sao. Ôi rồi cái câu chuyện quả trứng con gà thì các em phải, bạn nào nhắn cho cô ở dưới đây này, thì các em phải đặt nó trong mối quan hệ nào, trong mối quan hệ nào thì nó mới có trước, có trước có sau. Cái nguyên nhân kết quả nó phải được đặt trong các mối quan hệ khác nhau để nói. Còn bây giờ để phân xử quả trứng hay con gà thì không ai nói được, nhưng phải đặt trong quan hệ nào thì nó mới có trước hay có sau. Cái câu chuyện vui thôi, nhưng mà các em cũng phải thấy rằng đấy, cái điều kiện khách quan nó quyết định. Bạn ấy nghĩ như thế. Ví dụ anh Xuân Nam là anh ở cái điều kiện là trong một cái điều kiện rất là tốt. Tôi ví dụ như thế nhá, đây là ví dụ. Thì bạn ấy sẽ suy nghĩ về cuộc sống có khác với một cái bạn mà lặp lội ngày đêm, bây giờ bạn phải lo toan các thứ khác đấy ạ, rất nhiều đấy ạ. Đấy, nên là bạn Hà Phương phải chứng minh được là người sống trong cuộc đấu tranh người ta sẽ nghĩ khác người sống trong tòa lâu đài. Anh chị hiểu chưa? Đấy, cái đấy mà cô nói là cái kiến thức từ cuộc sống, nó không phải là lý thuyết đâu, triết học không phải là lý thuyết. Em sẽ thấm và em sẽ thấy. Bây giờ bạn nào chứng minh cho cô cái điều này không đúng nhá, cái điều này không đúng, ông Mark cũng nói như thế này, con người ta trước hết phải ăn mặc ở, con người ta trước hết phải ăn mặc ở rồi mới nói đến hoạt động chính trị không? Các em thấy thế nào? À, có người bảo thôi tôi chẳng cần ăn, tôi chẳng cần mặc, tôi chẳng cần ở gì, tôi vẫn nghiên cứu, tôi vẫn nghiên cứu học, đúng không? Đây là quan điểm hết sức di vật của chủ nghĩa Mác Lênin thì đấy các em ạ. Và câu này có nghĩa vận dụng trong đời sống thế này: trước hết con người ta phải đảm bảo nhu cầu tối thiểu về ăn mặc ở thì mới nói đến chuyện xa xôi. Các em có thấy đúng không? Ai thấy đúng chưa? Không có quan điểm gì. Thế giới quan em ở đâu? Đấy, cô thấy 30 mấy, 40 mấy kính tay lên đây rồi, tức là ủng hộ, đúng không? Cho quan điểm của Mark Lenin. Thế các em xứng đáng được học cái luận thuyết của Mark Lenin là xứng đáng quá lắm, đúng không? Thì các bạn sinh viên sẽ thấy là vậy thì mọi điều trong thế giới này nó không phải tự nhiên sinh ra đâu, nó đều có những nguyên nhân của nó. Cái chuyện các em vào cái ngành công nghệ thông tin ấy, nó cũng có nguyên nhân của nó đấy, đúng không? Không phải tự nhiên các em lại lựa chọn như thế đâu. Đấy, thôi học triết học thì dần thấm dần nhá. Bây giờ cô một lúc cô cho nhiều ví dụ quá em. Ui giời, em mệt quá. Thôi bây giờ ghi đi. Thế còn cái số còn lại không giơ tay ấy nhỉ? Cái số đấy quan điểm như nào em nhỉ? Cái bạn nào cho rằng ý thức còn trước đấy? Đấy, cái số mà một bạn đại diện cho rằng ý thức có trước, tôi cho rằng
Cái bạn nào cho rằng ý thức có trước hả? Bạn Thành Nam. Em thưa cô, em cho em của nhóm kia mà. Ôi ơi. Em cho rằng vật chất không có trước. À ok. À hạ tay xuống cứ để tay thế thì cô lại hiểu, nhưng mà các em lại đang đồng ý. À hết tay xuống. Yeah. Em phát biểu thử xem nào rồi nha. Ừ. Thì như có một số người, nếu mà theo đạo Phật ấy, thì có một số người sẽ có một cái thế giới quan khác. Mặc dù họ có thể không giàu bằng những người khác, nhưng họ cảm thấy là mình đủ với những cái đấy, với những cái tâm linh của mình. Đấy. Thì theo em là thế, còn em không sáng chắc là đúng. Thế thì em, thế thì quan điểm của em là em sẽ theo, em sẽ cho rằng là vật lý thức có trước hoặc vật chất có trước. Cô đang ở cái chủ đề này. Bây giờ bạn ấy đặt một cái vấn đề là cái câu chuyện của em nó không liên quan gì cái chuyện cho là vật chất có trước đâu, với ý thức có trước đâu, nó chỉ là liên quan chuyện cái gì quyết định cái gì. Như cô chỉ nói gắn của em như thế này với các bạn sinh viên, đó là bây giờ nói là Phật giáo thì nó dài lắm, cái quan niệm về Phật giáo sau này các em sẽ học tứ diệu đế, các em học người tám khổ con người, sau này các em mới trở lại cao học, tức là các bạn có thể tin bây giờ cô cũng đang dạy cao học, anh chị cũng có thể tin đấy. Mà trở lại cao học thì thôi, đến cái chuyên đề đấy các em sẽ hiểu là tại sao có người người ta không giàu có nhưng người ta lại yên tâm với một cái cuộc sống an vui, bởi vì họ không quá đề cao về vật chất. Nhưng cái vật chất theo nghĩa triết học nó không phải là tiền, không phải là cái ngôi nhà, không phải là những cái cụ thể. Nhớ sau này các em học là cái vật chất đối lập với ý thức trong cái nghĩa triết học cũng không phải là những cái dạng cụ thể của vật chất, mà nó là thế giới khách quan tồn tại độc lập với con người, được con người cảm nhận. Cái câu trả lời này sẽ để ở cái phần phía sau một miệng. Thế còn có những người, người ta chỉ dành thời gian cho những gì người ta cho là quan trọng thôi. Các em có hiểu ý cô không? Cái gì người ta cho là quan trọng thì người ta dành thời gian cho. Có những người ta cho là người ta cũng không cần cuộc sống phải quá vua chen, người ta sống một cách rất là thanh thản bình lặng, thế là được. Vậy thì người ta chỉ dành cái gì, cái thời gian cho những gì người ta cho người ta. Đấy là một câu chuyện khác. Đấy, nhưng ở đây cô đang nói vật chất hay là ý thức, đúng không? Đấy, thì xung quanh vấn đề này nó nhiều cuộc tranh luận. Đây, các em vào đây đi. Các em chỉ ghi cho cô cái chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm thôi nhá. Ghi cho cô cái chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, nhanh lên. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Cái ghi đi ạ.
Không chưa? Đấy là cái cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Không chưa? Và các em ghi cho cô cái vấn đề thứ hai, vấn đề cơ bản triết học, vấn đề cái mặt thứ hai. Ơ mấy giờ chúng ta ra chơi nhỉ? Bạn Phương nhỉ? Phương theo dõi cho cô cái lịch tí, có cô khi cô giải cô không để ý đâu. Thôi, ta giải lao tí nhá, em giải lao tí, ghi nốt. Giải lao tiện cô gửi cho em cái danh sách lớp với ạ. Cô ạ. Cô đang đi giải lao mà. Cô cũng giải lao.
Alo, cô vừa gửi cái danh sách cho bạn lớp trưởng nhận cho em. Alo. Để cho em gửi trên Zalo nhá. Vâng rồi, em thấy rồi ạ. Cái lịch trình đó, cái lịch trình để các bạn ấy biết được là hôm nào có bài kiểm tra, hôm nào có thảo luận nhá. Vâng ạ. Gửi hết rồi nhá. Với lớp của em không thiếu cái gì nữa rồi. Nhưng mà chỉ có điều lớp trưởng là cập nhật đi, xong để các bạn ấy viết lên cái trang tính để cố gắng là buổi sáng mai, mà sáng mai hoặc là chiều mai gửi cho cô cũng được. Sáng mai thì chắc là các em được nghỉ đúng không? Theo thông báo của trường là sáng mai các em được nghỉ, thầy cô cũng được nghỉ buổi sáng. Thì chiều mai gửi cho cô cũng được nhá. Vâng ạ. Em gửi nhưng mà em phải kiểm tra các bạn nhé, xem bạn nào thiếu các bạn để ý trong Zalo nhá. Để ý trong Zalo để mà làm cho nó hoàn thiện. Đâu được, cô đang đến cái phần nào. Đang còn tiếp cuối cùng nữa đây. Em đang ghi đâu nhỉ? Trả lời câu hỏi đến câu 4 của cô. Có số 34 gỡ với cô. Rồi yên để cho cô mở cái file này, em có lỗi file. Nguyễn Hoàng Khải. Văn Khải. Đang bị lỗi file. Đến bạn nào rồi? Đến câu 4 rồi cô. Câu 4 là cái gì nhỉ? Em đọc lên nào. Câu 4 là thế nào, phương pháp biện chứng, lấy ví dụ minh họa. Rồi. Số 34 cô. Cô đang số mấy đây? Số 34 à? Vâng, số 34 ạ. Ừ. Em được cô phương pháp biện chứng là phương pháp xem xét sự vật. Từ từ. Cái em mới đang mặt thứ hai này, bây giờ vào cái chủ nghĩa duy vật là gì không nào? Cô hỏi cái phương pháp biện chứng trước, em lùi lại một tí nhá. Nào, nhanh lên, còn thời gian để xem là tích trắc nghiệm xem nó có làm được không nào. Em 46 trả lời câu chủ nghĩa duy vật này. Rồi. Em xin trả lời chủ nghĩa duy vật là quan niệm vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức. Chủ nghĩa duy vật giải thích thế giới bằng các nguyên nhân vật chất. Cho đến nay, chủ nghĩa duy vật đã phát triển và tồn tại với các hình thức biểu hiện là chủ nghĩa duy vật chất phát là kết quả nhận thức của các nhà triết học duy vật thời cổ đại. Chủ nghĩa duy vật thời kỳ này thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, nhưng đồng nhất vật chất với một hay một số chất cụ thể của vật chất. Chủ nghĩa duy vật siêu hình là hình thức cơ bản thứ hai trong lịch sử của chủ nghĩa duy vật. Hình thức này được biểu hiện ở các nhà triết học duy vật trong thời kỳ phục hưng và cận đại, từ thế kỷ 15 đến thế kỷ thứ 18. Rồi. Em cứ đọc tiếp đi. Chủ nghĩa duy vật thời kỳ này chịu tác động mạnh mẽ của phương pháp tư duy siêu hình, phương pháp nhìn thế giới như một cỗ máy khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo nên thế giới đó về cơ bản là ở trong trạng thái biệt lập và tính tại. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là hình thức cơ bản thứ ba của chủ nghĩa duy vật do Karl Marx và Engels xây dựng vào những năm 40 của thế kỷ 19, sau đó được Lenin phát triển với sự kế thừa những giá trị triết học trước đó cùng những thành tựu của khoa học, đặc biệt là khoa học tự nhiên. Chủ nghĩa duy vật biện chứng đã khắc phục được những hạn chế của chủ nghĩa duy vật chất phát thời cổ đại, chủ nghĩa duy vật siêu hình thời cận đại. Chủ nghĩa duy vật biện chứng không chỉ phản ánh chân thực hiện thực mà còn là công cụ để cải tạo thế giới. Bây giờ cô chỉ hỏi mấy đường này, em chú ý cái câu hỏi trắc nghiệm người ta hay hỏi. Đó là các cái đại biểu của triết học cổ đại, em có thể kể tên được không? Để cho ví dụ xem nào. Ông ấy thuyết pháp ngây thơ ở chỗ nào?
các cái gì ạ? Các cái nhà, các cái đại biểu của đảng. Đầu tiên là lúc đấy người ta vẫn nhận thức nhầm về là cái đại biểu của cái đại biểu của thiết học của đảng là ai? Cái đại biểu nào? Ý của cô là cái triết học thời cổ đại thì em kể tên những cái đại biểu là cái đầu cái chất phát thì sẽ là chủ nô dân chủ nô ạ, với cả chủ nô với cả dân chủ. No. Cô hỏi đại biểu cơ mà. Đại biểu của triết học thời kỳ cổ đại đó là tên tuổi của các đại nhà. Em biết một tên đó là Lão Tử ạ, người Trung Quốc. Lão Tử á? Đây là triết học cổ đại Trung Hoa. Cô đang nói là triết đại học Hy Lạp không ạ? Triết học Thales ạ. À, Thales, đúng không? Thales sao em lại biết được? Em có đọc một số cái, em biết một chút ạ. Thì ông đấy là một nhà triết học thời cổ đại, em chỉ biết thế thôi. Đúng rồi, Thales ấy, ông Thales là một nhà toán học, kiêm nhà triết học. Đấy. Qua triết thuộc khoa học tự nhiên nhưng người ta cũng là một nhà triết học luôn. Ông Thales, đúng không? Thế là ông Thales nó bảo là thế giới này được sinh ra từ nước. Nước là bản nguyên của thế giới, mọi cái được sinh ra từ nước. Hay là ông Heraclitus ông bảo là thế giới này được sinh ra từ lửa. Ngọn lửa luôn luôn vận động, ngọn lửa luôn luôn cháy. Thế thì tại sao người ta gọi là cái triết học Hy Lạp cổ đại lại gọi là triết học chất phác ngây thơ ấy? Nghe là người ta gọi là chủ nghĩa gì vật chất khác. Tại vì theo em thì chất phác người ta chưa phân biệt được các vật chất với ý thức và chưa xác định đúng mối quan hệ giữa vật chất với các ý thức, theo em là thế. Rồi đến cái trình độ phân biệt đấy thì nó lại là trình độ ở đây là ngay hay là lý giải chất phát gây thơ, nghĩa là anh dựa vào những quan sát trực tiếp thôi, có thể là những cái thực nghiệm nhưng nó không phải là những thực nghiệm nghiên cứu khoa học, nó chỉ là dựa vào quan sát từng ngày từng đêm, quan sát từ sau hôm sau mai, quan sát cái thế giới vận động biến đổi thôi, chứ người ta không có thực nghiệm. Đây là mang tính chất phát gây thơ nhưng mà nó cũng mang tính chất biện chứng. Tuy chất phác thì thôi nhưng lại rất duy vật biện chứng. Vì sao cô lại nói như thế? Duy vật là bởi vì người ta không cho rằng là vật chất là một lực lượng tinh thần, mà người ta vật chất là nước. Nước ở đây là một gì? Một sự vật, đúng không? Thuộc thế giới vật chất. Lửa ở đây, cho em bảo thiếu lửa có được không? Thiếu nước có được không? Không. Đó là những cái vật dạng vật chất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Như vậy các ông là rất là duy vật, đúng không em? Vâng. Ừ. Nhưng mà cái điều hạn chế là các ông ấy chỉ dựa vào quan sát trực tiếp thôi, đúng không? Thế còn ngoài ra cái chủ nghĩa duy vật biện chứng là gồm với những ai nhỉ? Biện chứng thì có Karl Marx, Engels và Lenin. Rồi. Tại sao nói là chủ nghĩa Marx Lenin? Tại vì nếu những gì em biết thì đó là Lenin là đọc các cái triết học của Karl Marx và Engels, sau đó phát triển lên thành triết học của mình. Những gì em biết học Lenin là người là học tập theo chủ nghĩa của Karl Marx và Engels để có thể tạo ra được cái triết học của chính mình ấy. Thì tại vì Engels là người đầu tiên sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học thì những gì em biết thôi, còn em không dám chắc. Cái này là cái câu này nó ngoài tầm với của em một tí, em cũng hiểu này có đến người ta hỏi triết học nó đi về gì,
cái biểu là Marx, Engels là những người sáng lập ra cái là những cái nhà gọi là kinh điển đấy, đã sáng lập ra cái triết học Marx Lenin đấy, là triết cái những cái quy luật chung nhất của tự nhiên xã hội là tư duy. Và đã nói đến triết học Marx Lenin phải nói ba bộ phận cấu thành, đó là triết học kinh tế trị học và chủ nghĩa xã hội học. Thì ông Lenin ông đã phát triển như thế nào, phát triển cái lý luận đấy bằng làm nên cuộc cách mạng tháng 10. Cái cách mạng tháng 10 Nga ấy, chính là sự phát triển học thuyết của triết học Lenin trong điều kiện của Nga, được chưa? Nên người ta gọi là triết học Marx Việt Nam Lenin đấy. Vì ông Lenin đúng là người đã phát triển nó. Thế sau này Bác Hồ chúng ta lại là kế tục học tập chủ nghĩa Marx Lenin để Bác đưa về để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta, đúng không? Đi theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, đúng không? Rồi, còn gì nữa không? Ôi, bạn đấy cũng cố gắng để hiểu bạn tên là gì nhỉ? Minh ạ, Bùi Tuấn Minh ạ. Bùi Tuấn Minh số bao nhiêu? 46 ạ. Bạn Bùi Tuấn Minh cũng rất là cố gắng để hiểu vấn đề đấy. Cô nhìn thấy sự cố gắng đó. Rồi, đây. Ông Democles, ông Heracles, đúng không? Đấy. Rồi ông Thales, nhà toán học kiêm nhà triết học, đúng không? Đánh giá. Ôi, đánh giá thì các em đọc thêm ở giáo trình. Bây giờ các em vào với cô chủ nhiệm Duy Tâm. Vừa bạn đọc không? Em số 47 ạ. Cô ơi. Em ơi, 47 bật mic em. Đây ạ, em số 47 ạ. Ừ, em bật mic em. Chủ nghĩa Duy Tâm là một trường phái triết học căn bản trong lịch sử phát triển của triết học. Chủ nghĩa Duy Tâm thừa nhận ý thức có trước và chi phối vật chất. Quá trình phát triển của chủ nghĩa Duy Tâm đã phân chia thành hai hình thức là chủ nghĩa Duy Tâm chủ quan và chủ nghĩa Duy Tâm khách quan. Chủ nghĩa Duy Tâm chủ quan thừa nhận tính thứ nhất của ý thức con người. Chủ nghĩa Duy Tâm chủ quan khẳng định mọi sự vật hiện tượng chỉ là phức hợp của cảm giác. Chủ nghĩa Duy Tâm khách quan cũng thừa nhận tính thứ nhất là ý thức, nhưng coi đó là tinh thần khách quan có trước và tồn tại độc lập với ý thức của con người. Chủ nghĩa Duy Tâm chủ quan. Em ơi, đợi tí. Thế Sang ơi. Sao hả? Vâng ạ. Cái link mà em gửi ấy là em không, sao không copy cái danh sách, copy cái tên của các bạn ở cái danh sách của cô gửi đấy. Em copy vào rồi mà cô. Thế là cô nhìn trên link không có. Thế là cô nhìn, cô thử vào xem. Thế ok rồi, vì cô nhìn trên link sợ thế để các bạn lại mất thời gian. À, vâng ạ. Được rồi em nhé. Ok. Tiếp đi em. Tốt rồi. Về thực chất, chủ nghĩa Duy Tâm đều tán đồng với tôn giáo và bảo vệ tôn giáo ạ. Ừ. Tán đồng với tôn giáo và bảo vệ tôn giáo đây là. Ừ, đúng rồi, tiếp đi. Bên cạnh các nhà triết học duy vật hay duy tâm triệt đề, hay còn được gọi là các nhà triết học nhất nguyên, còn có các nhà triết học nhị nguyên. Họ quan niệm vật chất và tinh thần tồn tại độc lập với nhau, không có cái nào quyết định cái nào. Thực chất quan điểm này muốn điều hòa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm. Tuy nhiên, xét đến cùng, các nhà triết học nhị nguyên luận rơi vào chủ nghĩa duy tâm bởi vì họ coi ý thức tồn tại tách rời với vật chất. Rồi, một bạn ý kiến khác. Một bạn ý kiến khác nào? Có ai có ý kiến khác bạn không? Đây.
nào, thế chủ nghĩa duy tâm là nói về cái gì? À, lại ngược với chủ nghĩa duy vật, đúng không? Đấy. Thì nó có hai loại, duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách gì? Khách quan, đúng không? Thế thì các em đọc thêm đi, cái chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa dương khách quan là cái gì? Đúng không? Chưa? Thì phần này không quá khó với các em. Các em đều hoàn toàn tập được. Nếu có đề thi vào phần này, các em cũng hoàn toàn làm được. Cái phần khả chi bất khả chi nghiên cứu giáo trình. Đây. Một bạn đọc cho cô biện chứng, một bạn đọc siêu hình. 74 cô ơi. 75 cô ơi. 74 cô ơi. 75 ạ. 75 nào. Em thưa cô, phương pháp biện chứng là phương pháp xem xét sự vật hiện tượng trong các mối liên hệ phổ biến vốn có của nó ở trạng thái tác động qua lại, ràng buộc lẫn nhau, nhận thức đối tượng ở trạng thái luôn luôn vận động biến đổi. Sự vật hiện tượng không chỉ biến đổi về lượng mà còn biến đổi về chất. Em lấy ví dụ là dưới tác động lực cơ học thì sau khi biết biên phấn thì biên phấn sẽ bị mài mòn đi, không còn hình dạng như trước nữa. Còn dưới tác dụng của hóa học sẽ bị ăn mòn dần, lên theo thời gian viên phấn sẽ không còn như trước nữa. Có cần em đọc luôn phương pháp à? Có cần em phải luôn phương trình không ạ? Có. Em thưa cô là phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật hiện tượng ở trạng thái cô lập, tách rời, tĩnh lại, thừa nhận sự biến đổi, tĩnh lại, thừa nhận sự biến đổi về lượng mà không biến đổi về chất. Nguyên nhân của sự biến đổi được coi là tồn tại bên ngoài của đối tượng ạ. Ví dụ thì em sẽ lấy cùng với cái ví dụ bên trên là viên phấn ạ. Thì dù bao lâu đi nữa thì viên phấn vẫn đó và luôn tồn tại như thế, không thay đổi ạ. Viên phấn không thay đổi. Như thế không thay đổi bởi vì nó là siêu hình thì... Thôi cứ nhận xét cái viên. Em lấy ví dụ viên phấn thì nó là cái vật gọi là vô tri vô giác. Vô tri vô giác đúng không? Và... nó thay đổi là do con người tạo ra. Vâng ạ, thì viên phấn sau khi mình viết thì nó sẽ bị thay đổi thì cũng là do con người tác động vào, xong rồi nó mới thay đổi ạ. Thế bây giờ em lấy một cái ví dụ về động đi, về chính con người đi. À, em thưa cô là ví dụ về bây giờ này, thôi cô đặt một cái bài toán như này, em nào giải quyết được tới điểm thế không? À, bây giờ bạn trả lời đấy là cô đấy là bạn gì nhỉ? Dạ, số 75 ạ. Bây giờ số 75 thì bây giờ em thử vận dụng cái quan điểm biện chứng đấy để em muốn xem xét xem xét và như ý là cái nhận thức về một người nào đó. Đấy, một người nào đó xung quanh em, một người A nào đó xung quanh em, để em vận dụng cái phương pháp biện chứng để em có thể nhìn nhận người đó như thế này nào. Thưa cô là ví dụ em thấy tính nết của bạn ấy rất là xấu, thì sau khi em sau khi em kiểu có lời khuyên cho bạn thì bạn đã thay đổi ạ. Nhưng mà tính nết của bạn ấy xấu như thế nào? Tính nết xấu là ví dụ là hay nói xấu người khác. Và thì sau khi em dành cho bạn ấy lời khuyên thì bạn ấy đã không còn đi nói xấu người khác nữa ạ. Thế thì đâu biện chứng ở đâu? Biện chứng tức là bạn ấy đã thay đổi rồi ạ. Rõ. Cái đấy chẳng qua là cái lời khuyên của em tác động vào bạn đấy. Chứ còn nó chưa rõ cho cô là xem xét sự vật trong mối liên hệ phổ biến. Đâu? Triết học ở đâu? Ví dụ của em chưa rõ. Tất cả con em một bạn nữa thay thế. Cái phần đầu của em nó ok rồi đấy. Nhưng mà bây giờ lấy một ví dụ. Cái ví dụ mà cô muốn nói với các em là cái ví dụ mà các em sẽ phải gặp va rất nhiều trong cuộc sống đời thường. Tôi không nói, cô không nói viên phấn nữa nha, bây giờ thầy cô giáo chẳng dùng viên phấn mấy đâu. Đúng không? Thôi được rồi, cái ví dụ đấy, cái bảo lưu đấy. Bây giờ em nhận thức về một người A, B, C mà em gặp. Thì em nhận thức họ như thế nào? Em có cách nào để em nhận thức họ? Tại sao em phải nhận thức họ trong một trạng thái luôn vận động biến đổi? Đấy, cái ý của cô đấy là trên.
Em suy nghĩ đi, không phải dễ mà giải quyết được cái bài toán cô khi mà các em đang là một sinh viên năm thứ hai. Nhưng mà bạn nào mà giải quyết được ấy, chứng tỏ bạn ấy là một người có tư duy triết học. Và cũng có thể có bạn sinh viên đã là một người có tư duy triết học rồi nhưng chưa biết mình có tư duy triết học. Đấy, em hiểu không? Em hiểu không? Thì triết học nó len lỏi trong cuộc sống. Chỉ có điều bây giờ các em học để các em bài bản hơn thôi. Em làm thế nào để nhận thức được cái đối tượng mà em đang muốn nhận thức? Cái lớp mình mà bỏ tay hết à? Mấy cô đang đợi câu trả lời của bạn sinh viên này đó, trong số 80 bạn sinh viên này không ai trả lời được cái câu của cô à? Có thế à? Có người tập quán. Em số 01 ơi. Bao nhiêu? Dạ, số 1 ạ. Ừ. Theo em thì muốn nhận thức một người thì ta phải hiểu. Nhận thức cách mà ý thức họ tác động lên mình và ý thức của mình tác động lên đến họ như nào. Ừ. Đúng rồi. Nào. Đúng kiểu là ở lúc đấy thì ý thức của mình và ý thức có cách tiếp xúc thì ý thức của mình với ý thức của họ sẽ tác động qua lại lẫn nhau. À, cái quan điểm của mình sẽ tác động đến ý thức của họ. Được, vâng. Ý thức của họ, quan điểm của họ cũng sẽ tác động đến ý thức của mình. Qua đó thì mình sẽ nhận biết được họ. À, từ đó thì em mới nhận biết được họ. Ví dụ hành động của họ thay đổi thì chứng tỏ em nhận biết là à, con người này cũng không phải là con người xấu. Được, vâng. Phải để ý của em thấy không? Được, vâng. Ờ, đó là một phương pháp. Đó là một phương pháp. Kem đọc kỹ cho cô cái phương pháp biện chứng đi. Nếu mà học xong môn triết học này mà các em nắm được cái phương pháp biện chứng này thì đã là quá tuyệt rồi. Còn các em vận dụng trong đời sống chỗ nào thì cô chưa nói. Em đọc kỹ cho cô cái phương pháp biện chứng này. Em trả lời cô ơi. Số không nào. Em cô là tác động đến họ là nỗi sợ hãi và phần thưởng. Em cô là khi một người mà bị tác động bởi sợ hãi thì người ta sẽ biết cách và để tránh xa từ đó đi ạ. Hoặc là phần thưởng, khi người ta gặp nhiều phần thưởng thì người ta sẽ cố gắng về nỗi sợ hãi. Hoặc là nỗi ám ảnh sẽ thay đổi nhận thức của con người ta. À, cô hiểu ý của em rồi. Nó cũng là một kênh nhưng mà nó chưa chạm vấn đề triết học. Em đang nói vấn đề đời thường, cô đang nói vấn đề triết học, nhưng mà triết học phải về với đời thường. Các em nhìn này, các em nghe này, phương pháp xem xét sự vật hiện tượng trong mối liên hệ phổ biến có nghĩa là như thế này. Cái bạn vừa đấy, bạn nữ lúc đấy là bạn tên là gì, cô lại quên tên bạn đi nhỉ? Dạ, Nguyễn Thị Tươi ạ. Ừ, bạn Tươi. À, bạn nói là bây giờ em nhận thức cái bạn đấy, em cho bạn lời khuyên, bạn này hay đi nói xấu người khác thì em góp ý xong rồi từ hôm đấy bạn ấy không đi nói xấu người khác nữa. Tức là một ảnh hưởng của em rất là tốt. Vậy thì khi nhận thức một ai đó, em phải đặt họ trong rất nhiều mối liên hệ. Các bạn sinh viên từ ngành tin có hiểu ý này không? Có hiểu ý cô? Đặt họ trong rất nhiều mối liên hệ khác nhau. Cô ví dụ bạn Mây. Bây giờ cô sẽ nhận thức bạn Mây. Cô sẽ đặt bạn Mây trong mối liên hệ với các bạn bè trong lớp.
Bây giờ học online này chắc em không hay tiếp xúc với nhau, nhưng mà cái cũng qua bạn bè trên lớp thì cô nhận thức được bạn Mây là ABC, được chưa? Cô lại đặt bạn Mây trong mối quan hệ với gia đình bạn ấy. Cô lại có một cách nhận thức về bạn Mây theo cách khác. Cô đặt bạn Mây trong mối quan hệ với thầy cô, với trường. Cô lại có một cái nhận thức về bạn Mây theo một cách khác. Như vậy quan điểm triết học ở đây các em nhìn, em phải đặt đối tượng trong mối liên hệ, đừng tách rời họ với thế giới cộng đồng. Đấy là điều em phải nhớ, khoảng nhớ nó sẽ theo suốt các em. Đó là cô Kha đã từng giảng cho em cái điều đấy, các em sẽ thấm, rất thấm. Em đừng bao giờ nhìn sự vật hiện tượng tách rời họ với môi trường, gia đình họ, với cộng đồng họ. Và như vậy các em sẽ có một cái nhìn toàn diện hơn về con người này. Đúng không? Các em chỉ có thể hiện bản chất của các em thông qua cái gì các em? Hả? Làm sao cô biết được bản chất của các em? Các em vừa lấy, các em vừa nói rồi. Các em vừa bảo là ôi em phải thông qua giao tiếp, em phải thông qua gì? Thông qua hành động của em chứ. Cô phải xem lời nói và hành động của em. Đúng không? Và trong hành động của em nó mới thể hiện trong các mối quan hệ xã hội bản chất con người mới được hình thành. Được chưa? Đấy là điều thứ nhất. Các bạn sinh viên nghe rồi, nghe từ từ xong rồi thử nghĩ xem các cô nói đúng không? Đấy, các em đừng nhìn nhận con người sự vật ấy. Ấy trước một cái sự việc nào, các em đừng tách người ta ra khỏi cộng đồng, đừng tách người ta khỏi mối liên hệ. Các em luôn luôn phải thấy mối liên hệ tác động. Thậm chí các em có được ngày hôm nay, các em sẽ thấy là các em phải có mối liên hệ với gia đình các em, bố mẹ các em là cái trụ đỡ tuyệt vời. Thì các em mới có được ngày hôm nay. Để các em có thể ngồi một cách ung dung vào một cái trường đại học mà để các em có thể rèn luyện. Nếu không có bố mẹ các em phải thấy các em trong mối liên hệ đó. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, em phải nhìn sự vật ấy trong sự tác động con người. Trong một cái trạng thái luôn luôn vận động. Cô ví dụ, bạn lấy bạn khác có thể các bạn vừa lấy ví dụ, đúng không? Cô ví dụ như là cái bạn vừa lấy vừa xin ra ngoài ấy. Mà cô cho điểm không ấy. Nếu mà cô đánh bây giờ cô bạn đấy giờ có ngồi đây không nhỉ? Có ạ. Đâu đâu bạn đâu? Em đây ạ. Thế cô đang sử dụng quan điểm biện chứng để xem xét sự vật hiện tượng. Nếu như chỉ vì một cái lỗi nhỏ của bạn đấy mà cô đánh đồng là cái bạn này ý thức tồi quá. Không chuẩn đâu. Vì đấy chỉ là một hiện tượng. Cô cho điểm không là bởi vì tại thời điểm đấy em đã không có mặt, chứ còn chưa chắc là cái bạn điểm không này ý thức là không tốt. Vậy cô sẽ nhìn bạn ấy trong một trạng thái vận động. Em giơ tay từ nãy em giơ rồi cô. Đấy, cô sẽ nhìn bạn ấy trong trạng thái vận động. Vận động nghĩa là như này này, cô không nhìn bạn ấy trong trạng thái tĩnh mà cô thấy được xu hướng biến đổi của bạn ấy. Cô thấy bạn đấy đang giơ tay chứng tỏ bạn đấy là một cái người là cũng có ý thức học đấy, hăng hái đấy. Chứ không phải cô chỉ vì một hiện tượng mà cô đánh giá bản chất. Đấy chính là quan điểm biện chứng. Các bạn sinh viên có hiểu không? Cô không lý thuyết đâu, lý thuyết cái chuyện lý thuyết kem đọc ở nhà. Để khi mà cô giảng nghe ấy thì nó phải là những kiến thức mà em tận dụng từ triết học của cuộc sống. Để đạt được cái tầm như vậy thì các em sẽ hiểu thấy triết học nó không phải cái gì lý luận đâu, lý thuyết đâu. Không xa rồi, xa rồi. Nhá. Được chưa? Bạn nữ số tươi, bạn tươi đâu? Dạ em đây ạ. Có hiểu cái ý của cô nói không? Dạ em hiểu ạ. Ừ, được rồi. Các em thấy học xong triết học thấy em nhìn nhận vấn đề nó toàn diện hơn rất nhiều, đúng không? Vâng.
chứ không phải là ta chỉ có nhìn một chiều con người đấy đâu. Tôi có thậm điểm chí... cô. Rồi. Ok, quan điểm siêu hình, xin mời bạn. Bạn Tươi giới thiệu. Em đọc siêu hình rồi mà cô. À, bạn nào? Em đọc siêu hình luôn rồi, em đọc cả. À, tôi đọc siêu hình nhưng mà cô đang hỏi ví dụ cơ mà. Em lấy ví dụ bù cho bạn được không cô? Ừ. Em lấy ví dụ siêu hình là mưa gió ngọc hoàng, xài lòng vương tạo ra. Hoặc là con người là gió chúa tạo ra. Ôi, em phải đọc kỹ định nghĩa hơn chứ. Chúa tạo ra thì nó có điểm duy tâm. Định nghĩa của phương pháp siêu hình là phương pháp được xem xét sự vật hiện tượng với trạng thái cố lập, tách rời, tĩnh lại, thừa nhận sự biến đổi về lượng và không biến đổi về chất. Ờ. Nguyên nhân của sự biến đổi đấy nằm ở đâu? Được coi là tồn tại bên ngoài của đối tượng ạ. Ừ. Đây là quan điểm siêu hình đấy. Vâng. Bây giờ các em suy nghĩ đi, không cần phải viết lách nhiều đâu, cái đấy đọc. Vấn đề là em phải lấy được ví dụ. Còn em lấy ví dụ là con người là do Chúa tạo ra. Chúa tạo ra thì nó siêu hình ở chỗ nào? Không có Chúa không? No, đấy là quan điểm duy tâm. Duy tâm đẩy đến tận cùng thì nó cũng trở thành siêu hình mà thôi. Nhưng nó không thể. Cô đang hỏi đây là em nhìn mình nữa thôi. Cô gợi ý nha, các anh em có biết cái câu chuyện thầy bói xăm hoi không? Thầy bói xem tai vò đấy ạ. Ừ, thầy bói xăm hoi ấy. Biết ạ. Đấy. Đâu, cái ông ấy siêu hình ở chỗ nào? Em nhớ mà mã rồi, xem tai voi hay đuôi voi phải. Không có bạn nào trả lời được. Đấy thôi, về nhà suy nghĩ cho cô cái ví dụ nhá. Để sư hình hôm sau cô lại sẽ hỏi đấy. Giờ cô cứ lấy cho em thì các em lại không thế nào trả lời được. Nào, triết học Mác Lênin ra đời như thế nào? Em cô chuyện ra đời trong bối cảnh nào? Đó là vào những năm bao nhiêu nhỉ? Em đọc đi, đọc cho cô cái này nhanh lên, có hết giờ. Đọc Mác Lênin ra đời trong bối cảnh nào? Em cô chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa Mác Lênin ra đời trong những năm 40 của thế kỷ 19 ạ. Ừ. Trong thời gian này, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển ở nhiều nước châu Âu, mà cách mạng này đã được diễn ra đầu tiên ở nước Anh vào cuối thế kỷ 18 ạ. Cuộc cách mạng công nghiệp không những đánh dấu bước đầu chuyển biến từ nền sản xuất thủ công tư bản chủ nghĩa sang nền sản xuất tại công nghiệp, mà còn làm thay đổi sâu sắc cục diện xã hội, trước hết là sự hình thành và phát triển của giai cấp vô sản ạ. Thế các em ghi đi, vào năm 40 của thế kỷ 19. Được phát triển phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Và giai cấp công nhân xuất hiện trên tư bản chính trị. Xong chưa? Giai cấp công nhân bước trên tư đài chính trị, tức là chính sự phát triển của nền đại công nghiệp đã làm cho giai cấp công nhân ra đời, đúng chưa? Và các em sẽ thấy tiền đề, em tính tiền đề lý luận, tiền đề lý luận dẫn đến sự ra đời.
trị học năng lực. Cô viết tắt cái chỗ này các em có luận được không? Kinh tế chính trị học cổ điển Anh, chủ nghĩa xã hội không kiểm soát. Được chưa? Đấy là kinh tế trị học này, chủ nghĩa xã hội khoa học này, chủ nghĩa xã hội không kiểm soát và triết học của Đức. Được chưa? Thành tựu trong khoa học tự nhiên. Thành tựu trong khoa học tự nhiên, thuyết tế bào. Đây đọc thuyết tế bào, em đọc về đọc thêm nhé. Thuyết tiến hóa và định luật bảo toàn. Có ba cái phát minh trong khoa học tự nhiên là cơ sở để cho những khái quát triết học, là cơ sở cho những khái quát triết học. Chưa? Em ghi được chưa? Thôi cái này về đọc ở nhà, không phải ghi cái này đâu, để em về đọc ở nhà. Bây giờ cô thêm một cái ý này nữa này. Đây, ghi cho cô cái này. Vai trò triết học trong đời sống. Đó là thế giới quan, phương pháp luận. Chỉ viết cái chữ mực đỏ của cô thôi nha, không cần viết dài thành đấy đâu. Viết chữ mực đỏ của cô thôi. Được chưa? Là cơ sở khoa học của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới và trong sự nghiệp định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khanh bạn gì lớp mình nhỉ? Cô lại cứ quên lớp trưởng lớp mình nhỉ? Vâng em ạ. À. Em tên gì nhỉ? Cô lại quên. Khang ạ. À. Khang ạ. À? Vâng. Khang ơi, Khang chụp cho cô cái bài tập số 2 này tí nào. Để gửi vào trong nhóm để các em chuẩn bị ở nhà. Trước mắt là các em chuẩn bị câu 1, câu 2 nhá. Tuần sau khi cô trở lại là thứ ba thì các em sẽ cô sẽ cho trao đổi phần này. Em chuẩn bị trước đi mà lấy điểm nhá. Còn bây giờ là vấn đề điểm danh và quên. Vấn đề ai phát biểu từ trước đến giờ? Hôm nay các bạn sinh viên là rơi 7 năm đang vắng này này.
nay không biết là vắng những ai nhỉ? Có lẽ là bạn cô bảo ai điểm danh nhỉ? Thưa cô là em ạ. Người chụp cho cô cái màn hình tại thời điểm này nhé. Em cứ chụp màn hình đi rồi về em xem bạn nào vắng thì báo lại cho cô hôm sau. Thì em có danh sách rồi. Các bạn ấy có tên trên này rồi, có số thứ tự rồi, ai vắng em cứ báo. Cô chỉ lấy điểm phát biểu hôm nay. Hôm nay nhiều bạn phát biểu lắm. Hương ơi đọc nhanh lên để quần áo ra em ơi, còn 5 phút nữa. Cô là có bạn số 70 ạ. Không không, em đọc theo thứ tự đi, tức là từ nhỏ đến lớn. Cô là 02 Lê Việt Anh ạ. 02 à? À? Không cần tên đâu, đọc số thôi. 0203. Rồi. 07 ạ. 07 rồi. 16 ạ. Rồi. 21 ạ. Rồi. 46 ạ. Em đọc cái gì? 46 ạ. 46. 59. 59 ạ. 61. 70. 61. Để xem. 70 ạ. Rồi. Hết chưa? 75 ạ. Không 6 nữa cô ạ. Không 5 nữa cô ơi, 76 nữa cô. Bạn ghi thiếu rồi, em chưa theo dõi bài rồi. 76 cô. 47 ạ. Chỉ có ghi thôi mà sao mà nó đã quay này rồi. Bao nhiêu? 06 ạ. 06 rồi. Được rồi, cơ bản là đủ rồi đấy. Bây giờ các em nhớ là về làm bài tập về nhà, cô giao là cái bài tập mà chuẩn bị đấy nhá. Các em cứ làm ra giấy sau khi đồng bộ Azuta xong thì cô sẽ tính. Cô tiếp. Ơi. Cô được ơi. Chưa? Ơi. Vâng anh à. Đến. Thì là nhân ngày nhà giáo 20 tháng 11 đấy à. Thì em thay mặt ừ. lớp 62Z1 thì chúc cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường dạy của mình ạ. Ờ, cảm ơn các em nhá. Được rồi. Ok em. Thế nhá. Ờ, cô cảm ơn. Em chào cô. Ừ, chào em. Chào cô. Chào cô.